Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả nè mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một video sâu đồ cao thủ nha mọi người. Đó là cầu thủ Thái Hà Nội nha mọi người. Anh em cùng xem sơ qua nha. Hiện tại Thái Hà Nội đã có cho mình ngày hôm nay là top 3 tống kim. Và khá là dữ nè mà. Và anh em cùng xem thử xét đồ của cao thủ Thái Hà Nội gồm những vật phẩm như thế nào. Và bữa giờ Khả đã ý anh này đánh lên top liên tục nha mọi người. Và với ngày hôm nay với top 3 là có cho mình được 74.214 điểm và 249 mạng. Trước đầu sơ 58 và tử vong 31 và liên chạm 29 khá là khác. Và chúng ta cùng xem sơ qua sơ đồ của Thái Hà Nội. Chúng ta cùng nhìn sơ qua thì Thái Hà Nội đang sở hữu cho mình đó là một cây vũ khí hoàng kim hoàng phá này mà. Đó, thấy chưa? Tầm này cái vũ khí hoàng kim hoàng phá như này cũng cháy luôn này mà. Đây, một cây vũ khí hoàng kim hoàng phá Bích Hải Yên Ương Liên Hoàng Đao. Đây là một trong những cây song đao khá là chống phá cho môn phái Thiên này mà. Đang sở hữu một cây tốc độ đánh nội công 40, sinh lực 400, Thiên Song Đao 3 cấp và bên sau nội công 300, nội lực 400 và bằng cốt tuyết tâm 3 cấp. Hình như là dòng bằng cốt tuyết tâm mà không kích được nha em ơi, chỉ kích được hai dòng trên thôi. Đó là tốc độ 40 và nội bên sắc nội công 300. Còn mấy dòng hiện thì kích rồi không nói rồi. Một cây song đao khá chất lượng nha em ơi. Cái song đao này vừa rồi là đấu với cái vật phẩm tranh đoạt nha em ơi, hạn sử dụng 7 ngày nha em ơi. Cái này đấu giá cũng gần 1 triệu Việt Nam đồng nha mọi người. Rồi tiếp theo, một chiền kháng cả 16 hợp kim. Đã kích được dòng tốc độ đánh nội công 40 dòng đao, mất option. Và một áo Newton kỹ năng 1 cấp sẽ kích được dòng bên sắc nội công bên dưới nha nè, quá dữ luôn. Và đang có thêm cái nón kháng hỏa 25 chống 40 sinh lực lực đó. Rồi tiếp tục là một bao tay thụ lý 20 làm chậm 40, một đai lưng làm chậm 40, một đôi giày tóc 40 kháng lôi 30 sinh lực nội lực khá dữ luôn em ơi. Một cái nhẫn kháng lôi 30, một nhẫn kháng lôi 20, một ngọc bội kháng lôi 30, một ấn tính kháng lôi 25, mát option luôn như nào, một trang sức kháng cảnh 5. Tiếp theo chúng ta cùng đợi xem. Một cái mặt nạ tăng thiên tử, mặt nạ thiên tử 2 kỹ năng 9x như nào, 2 kỹ năng 9x như nào mọi người. Đó, quá dữ chưa anh em thấy không? Cái này đánh phải cháy nè mà, còn mình thì mình chưa có là mình chưa đủ đuối, mình hơi đuối nè. Mình cố gắng là bữa nào đánh cho anh em xem. Rồi. Sở hữu tiếp tục cho mình một phi phong kỹ năng vẫn có 1 cấp. Phi phong này 1 cấp nha anh em cùng tính như Khải nha, phi phong này 1 cấp này. Rồi áo nhu tình 1 cấp là 2 này. Càng không trên đầu nữa là 2 cấp nữa là 4 cấp kỹ năng vốn có nè. Kèm với kim quốc chủ là dòng băng chủ nè, là 5 kỹ năng vốn có. 5 kỹ năng vốn có nha mọi người. Đó, hiện tại là bên thấy Hà Nội này đang có chống phái là 35 skill này. Đó, chống phái 35 skill tất cả lên đều 5. Rồi, tiếp theo là skill 9x. Skill 9x là 25 rồi, chắc chắn là 25 rồi. Kèm với mặt nạ tăng thiên tử này nữa là thêm 2 skill nữa, là 27 skill 9x nha nè. 27 skill 9x quá dữ luôn. Chưa nói đến là với tầm này, với 27 skill chiến đích này, Khải nghĩ là ạc này phải trên dưới phải hơn 20k lực tay nè mà. Lực tay mà hơn 20k nè mới nghĩ cỡ nào nè mà. Tạc đến đâu là nát đến đó luôn nè mọi. Và chúng ta cùng tổng sơ qua thì ạc này đang có là khoảng tầm 40 chón và 80 chậm nha mọi người. 40 chón và 80 chậm. Có thể nói là phần thủ lý khá tương đối. Và kháng lo là full nè nè. 30. Và cho chiên. Nói chung là với Ngọc trang sức... trang sức 5 và cái này ấn tín 25 nữa là 30 nữa nè mà. Nói chung là lượng kháng lôi phải trên dưới phải 75+2. Con người này kháng cả 2. Đó, quá dữ chưa. Rồi, nói chung là ngày hôm nay anh em nhìn sơ qua thì đỡ mà chúng ta cùng xem tổng sơ đồ sơ này thì chúng ta cùng xem thử nha. Cây vũ khí này thì ở ban Khải vừa rồi đó thì trên dưới khoảng tầm 700.000 cho đến 1 triệu nha nè. Rồi, mặt nạ này cũng vậy, hạn sử dụng 7 ngày nữa mọi người, cũng trên dưới 700.000 cho đến 1 triệu. Nội hai món này không anh ta đã sử dụng trong vòng 1 tuần thì tốn gần 2 triệu nha nam. Tốn gần 2 triệu. Áo nhu tình này hiện tại server chỉ giá khoảng tầm 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu cái áo nhu tình nha nam. Đó. Còn nón này thì ép này khá đơn giản thôi, nón này khả nghĩ trung bình hai kim cho đến 3 kim khoảng 200.000. Giá chiền này cũng khá tương đối rẻ, giá chiền này khả nghĩ khoảng tầm 5 kim thì khoảng tầm 300.000 cho đến 400.000 cho chiền này. Rồi, một bao tay phòng thủ lý làm chậm 20-40 thì bao tay này khả định giá khoảng tầm so với giai đoạn này thì nó khoảng tầm 500.000. Đôi giày này cũng tầm khoảng 500.000 nè mà. Cái ấn này có giá này, ấn này trị giá còn hơn tầm khoảng 2 triệu nè mà. Rồi đại lưng này thì cũng rẻ thôi, không phòng thủ. Thì đại lưng này chỉ cái dòng đầu tiên này khả nghĩ có vài chục nghìn vì trong đồng. Nói chung là ép này rẻ thôi nè mà. Mấy cái nhẫn này đẹp nè, nhẫn này hồi đầu server chắc vài cũ một cái nè. Nhưng mà tầm này rẻ nè, tầm này đánh bót ra khá nhiều. Thì mấy món này trung bình khoảng tầm 1 triệu nữa nè mà, trung bình khoảng 300.000 đây. Trong này tổng xếp đồ này thì theo Khải dự đoán thì trên dưới khoảng tầm hơn năm cũ ấn này nữa khoảng tầm hơn 7 cũ nữa mà. Đúng rồi. Skill vũ khí này thì thí dụ song đao thì nó không có phải là skill 9x người nè. Skill 9x thì 27 rồi, còn thí dụ song đao là skill thường.
của skill 1x thì thiên sủng đao đúng rồi, skill 1x thì cái này là 3 cấp 1x thôi. Rồi anh em theo dõi đừng quên đỡ lại cho cầu thủ Thái Hà Nội một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi, và đừng quên nhấn like chia sẻ ủng hộ Mạnh nha. Và kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Và ở những video tiếp theo, anh em thích soi cái đồ cầu thủ nào trên cái top bảng Tông Kiên thì anh em cứ comment bên dưới ở sau video này, là Khải có rảnh rỗi thì Khải sẽ inbox trước và sẽ sau đồ cho anh em xem nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận phân quân đội ngày hôm nay nha. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và đừng quên xem video của Khải và đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh, và nhấn nút theo dõi để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với trận phân quân đội ngày hôm nay, trận chiến đặc biệt ngày hôm nay nha. Ok, Khải đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ coi. Ok, lên thuyền thôi.